Một dòng loa của Đức. Vâng, đây nó được sử dụng bass 25, chính là mã TS10. Dòng loa em giới thiệu với các bác, các anh em, nó là dòng loa có chất âm bass tốt nhất luôn. Đấy, nó sử dụng gân béo cao su. Và tiếng tép của MF thì chắc không phải bàn cãi, nó rất sáng. Với cặp loa này, các bác có thể mua để phối ghép với tất cả các dòng loa lầm các bác đang có. Hoặc các bác nào mà chưa mua sắm sản phẩm và muốn dựng bộ cao kê thì đây là cặp loa rất là đáng chơi. Chất âm bass nó có phần nó nghĩa là nó nổi trội hơn những dòng loa full 25 khác. Nhưng tép của nó rất sáng, rất đáng chơi các bác nhá. Đấy, các bác mà muốn căn trong cái tầm tiền 10 13 đến 15 triệu một bộ sản phẩm mà đầy đủ. Đấy, thì các bác chỉ cần một cặp loa này trong gia đình, các bác căn phòng 25-30m các bác hát nghe. Đấy. Và riêng loa full của MF này, các bác chưa cần mua súp cũng đã đủ các giải. Giải bass nó rất tốt và lời nó, tép nó rất là sáng, hát cao kê ngọt ngào. Và giá tiền cực kỳ là yêu thương, giá chỉ 5,5 triệu đồng. Tất cả các dòng loa trên thị trường hàng bãi, nhiều dòng loa kể cả đến 7 triệu cũng vẫn thua nó. Đấy các bác nhé, em chia sẻ rất là nhiều riêng đối với mã MF, chất âm bass và tép của nó rất không chê vào đâu được. Đấy, cho nhưng giá thì rất là yêu thương bên Ngọc Hoàng Bạc Giang. Đấy, sáng ngày ra em sẽ chuyển trả đơn các bác những cặp MF và những cặp loa G này sẽ chuyển vào trong miền Nam. Các bác cũng đã banh đủ cho em này, trong An Giang này, trong Tiền Giang này, đó, trong thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày hôm nay em test đại diện những cặp loa MF, cặp loa G để trả đơn các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em xin tạm dừng video ở đây. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy trên tấm biển này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.